Các con thân mến, như cô đã giới thiệu ở phần mở đầu, trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về các từ vựng và mẫu câu có liên quan đến hai chủ đề chính. Chủ đề đầu tiên là các thứ trong tuần và chủ đề thứ hai là các hoạt động mà chúng ta có thể làm trong một tuần. Bây giờ, cô mời các con hãy cùng nhìn qua những từ vựng và mẫu câu mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé. Các từ vựng có trong bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Chủ đề thứ hai, Help parents. Visit. Listen to music. Play the guitar. Và mẫu câu. What day is it today? It's Monday. What do you do in the morning? I go to school in the morning. Đây chính là các từ vựng và mẫu câu có trong bài số 3 ngày hôm nay đấy. Nào, bây giờ hãy cùng cô bắt đầu phần từ vựng của ngày hôm nay nhé.